Xin chào, mình là Yến Chi. Rất vui được gặp lại tất cả mọi người. 12 cầu thủ ghét cay ghét đắng Messi. Lionel Messi là ngôi sao bóng đá được tôn sùng khắp thế giới, nhưng có một cầu thủ không bao giờ muốn xin đổi áo với siêu sao người Argentina, đó là Felipe Luis. Trong quá khứ, khi khoác áo các đội bóng Deportivo, Atletico Madrid và cả đội tuyển Brazil, hậu vệ cánh này có rất nhiều lần đối đầu với Lionel Messi, nhưng anh khẳng định mình chưa bao giờ muốn đổi áo với siêu sao người Argentina. Vì của tôi là ngăn chặn Messi, tôi luôn làm mọi cách để ngăn cản anh ta trên sân. Messi cũng chưa bao giờ phàn nàn về điều này. Massa dẫn lời của Felipe Luis. Tôi ngưỡng mộ lối đá của Messi, tuy nhiên tôi sẽ không bao giờ yêu cầu được đổi áo với anh ấy. Đừng quên bấm nút like, share và subscribe cho channel của chúng tôi để luôn cập nhật được những video mới nhất. Chuyện xung đột hay va chạm trên sân cỏ là điều không thể tránh khỏi. Nhưng với Lionel Messi, điều đó lại xảy ra như cơm bữa. Với tài năng của mình thì trong mỗi trận đấu, Messi luôn được các đối thủ chăm sóc rất kỹ, thậm chí là sẵn sàng chém đinh chặt sắt khi cần thiết. Trong suốt sự nghiệp vĩ đại của mình, siêu sao người Argentina đã đối đầu không ít với những hàng phòng ngự chơi rắn. Có cầu thủ nhiều lần dùng chiêu chơi xấu để triệt hạ M10 khiến anh bị chấn thương. Sau đây, hãy cùng chúng tôi tổng hợp lại top 12 cầu thủ ghét cay ghét đắng Messi qua video này. Chìa khóa để giành chiến thắng trong các cuộc đối đầu với Barcelona là phải ngăn chặn Lionel Messi. Đó là thách thức mà Sergio Ramos đã phải đối mặt trong nhiều năm qua. Dù vậy, trung vệ người Tây Ban Nha đã thực hiện chiến thuật đó với thứ được gọi là nghệ thuật hắc ám, gồm cả cách vào bóng bằng hai chân khi cần thiết. Trong lịch sử El Clasico, không ít lần Lionel Messi phải nằm sân sau khi va chạm với Sergio Ramos. Thậm chí, siêu sao người Argentina còn bị đánh vào mặt và đổ máu. Và để minh chứng cho điều đó, một cổ động viên có tên là Mike Betenore đã tổng hợp lại những pha tắc bóng thô bạo của Sergio Ramos với Lionel Messi. Ngay lập tức, video này đã lan truyền một cách chóng mặt trên mạng xã hội với gần 6.000 lượt thích và hơn 3.000 lượt chia sẻ. Trong trận tứ kết lượt đi Copa del Rey giữa Real Madrid và Barcelona, trung vệ của Real Madrid Pepe đã gặp một làn sóng chỉ trích dữ dội vì pha bóng thô bạo, đặc biệt là tình huống cố tình dẫm lên tay của Messi. Dù cho trọng tài không kịp chứng kiến, song các máy quay cũng kịp vạch tội tên đồ tể Pepe. Hình ảnh đó khiến cho thất bại 1-2 của Real trước Barca càng thêm thê thảm và cũng khiến cho những ai ghét Pepe nay càng ghét hơn. Nhưng trớ trêu là công lý đã không được thực thi khi Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha không đưa ra bất kỳ hình thức kỷ luật nào đối với trung vệ Pepe, dù cho chỉ là cảnh cáo. Lý do được đưa ra là trọng tài điều khiển trận đấu Munich Fernandez không điền chi tiết này vào bản báo cáo sau trận đấu. Quyết định này dĩ nhiên khiến Barcelona nói riêng và những người yêu bóng đá đẹp nói chung bức xúc, vì những ai trực tiếp hay gián tiếp chứng kiến pha chơi xấu của Pepe đều nhận thấy rõ tư tưởng triệt hạ của trung vệ này với Messi. Lionel Messi đã chịu khá nhiều pha chơi xấu cố ý trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Việc là tiền đạo nguy hiểm nhất của đội tuyển Argentina và câu lạc bộ Barcelona đã khiến anh trở thành mục tiêu triệt hạ hiển nhiên của bất cứ đối thủ nào. Trong trận siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid, Fabio Coentrao có một cú quét bóng trong lúc Messi đã hất bóng lên, khiến chân của Leo lãnh trọn cú xoạc nguy hiểm. Thấy như thế chưa đủ, Coentrao còn chơi thêm một cú đè đầu Messi. Chứng kiến hai pha chơi xấu liên tiếp này, người hâm mộ không khỏi bức xúc.
Trận derby xứ Catalonia giữa Barcelona và Espanyol đã diễn ra vô cùng căng thẳng, quyết liệt. Với lối chơi vô cùng xấu xí, bạo lực, đội khách đã phải đón nhận tới 8 án phạt thẻ, trong đó có 2 tấm thẻ đỏ. Đặc biệt ở phút 55, thủ môn Paul Lopez của Espanyol đã để lại một hình ảnh xấu xí khi cố tình dẫm vào chân của siêu sao Lionel Messi. Mặc dù không bị chấn thương, nhưng sau đó M10 đã nổi nóng. Rất may có sự can thiệp của các đồng đội, tiền đạo Barca mới không lao vào ăn thua đủ với đối thủ. Sau đó, Paul Lopez đã bị truyền thông và người hâm mộ lên án mạnh mẽ. Thậm chí có ý kiến cho rằng Lopez là một nỗi xấu hổ của bóng đá Tây Ban Nha. Không phải vì Messi có nhiều fan mà Lopez bị chỉ trích. Đơn giản, hành động của thủ môn bên phía Espanyol là không thể chấp nhận được. Năm 2013, những ai xem trận kinh điển trên sân Santiago Bernabeu đều có thể thấy Messi đã được các cầu thủ áo trắng đón tiếp như thế nào. Với những cú vào bóng nguy hiểm đầy ác ý, nếu siêu sao người Argentina không biết né tránh, chắc chắn sẽ phải rời sân. Không những thế, hai cầu thủ Real Madrid là Abeloa và Alonso còn cố tình làm Messi mất bình tĩnh bằng những cử chỉ tát yêu và xoa má. Hai hành động rõ ràng mang tính khiêu khích trắng trợn. Thử nghĩ, trong một trận đấu căng thẳng giữa hai đối thủ truyền kiếp, một sát thủ nguy hiểm như Messi liệu có thể được các cầu thủ của Madrid âu yếm đến mức như vậy hay không? Hay chỉ muốn coi Messi là đồ con nít? Rõ ràng, đây là hai hành động có dụng ý rất xấu nhằm làm Messi điên lên. Nếu Messi mắc bẫy, đáp trả bằng một cái tát khác, anh sẽ phải nhận ngay án phạt nghỉ thi đấu từ 3 đến 5 trận. Và đây mới là mục đích của việc tát yêu và xoa má Messi. Trận đấu giữa Argentina và Uruguay tại vòng loại World Cup 2014, đội bóng xứ Tango đã chơi tấn công dồn dập và áp đảo thế trận. Uruguay bị lép vế hoàn toàn và trong tình huống này, Maxi Pereira buộc phải dùng chơi xấu để cản phá bóng từ Messi. Hậu vệ sinh năm 1984 thản nhiên đâm cùi chỏ về phía M10. Pha va chạm khiến anh phải nằm sân ngay sau đó và tất nhiên Pereira đã nhận ăn ngay một chiếc thẻ vàng từ trọng tài. Sở hữu tốc độ cùng với kỹ thuật thượng thừa, Messi luôn dễ dàng vượt qua mọi đối thủ. Vì vậy, hạ gục anh là điều không tưởng. Và lần này, để ngăn chặn sự bùng nổ từ Mbunga, hậu vệ Ricardo Carvalho đã sử dụng tiểu xảo, cố tình làm Messi phải té ngã. Hành động trắng trợn đã được máy quay ghi lại rõ nét và kết cục là thẻ vàng dành cho Carvalho. Barca đã giành vé đi tiếp ở cúp nhà vua Tây Ban Nha sau khi vượt qua Espanyol với tỷ số 2-0 ở trận tứ kết lượt về diễn ra vào hôm 14 tháng 1 năm 2016. Tuy nhiên, tâm điểm của trận đấu này không phải là cú đúp của cầu thủ Munir bên phía Barca mà là những pha vào bóng thô bạo của cả hai đội. Ở hiệp 2, hậu vệ của Espanyol là Alvaro González đã phạm lỗi với Lionel Messi. Sau đó, họ đã có lời qua tiếng lại lẫn nhau. Thậm chí, González còn gọi Messi là thằng lùn, nhưng cả hai không hề tỏ ra tức tối. Cristiano Ronaldo và Lionel Messi là hai trong số những danh thủ nổi tiếng trong làng túc cầu thế giới vào thời điểm hiện tại. Những trận đấu với sự góp mặt của họ luôn thu hút được đông đảo sự chú ý dõi theo của người hâm mộ trên toàn thế giới. Không ai có thể quên được những pha tranh chấp đáng nhớ của cả hai cầu thủ này. Trong trận siêu kinh điển với Real Madrid, Messi đã tỏa sáng rực rỡ khi đóng góp hai bàn thắng. Trong đó, pha lập công quyết định của Mbunga được thực hiện ở phút bù giờ hiệp 2, mang về 3 bàn quý giá cho Barcelona. Ống kính máy quay đã ghi lại hình ảnh phản ứng dữ dội của Cristiano Ronaldo sau bàn thua này. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã chạy gần tới khu vực huấn luyện, nơi huấn luyện viên Zidane đứng chỉ đạo và buông ra những lời lẽ trách móc đồng đội. Trong một sự kiện lớn được tổ chức ở Paris, Pháp để chuẩn bị và cổ vũ cho Euro 2016, nhiều huyền thoại đã được mời tham dự. Trong buổi gặp mặt này, Maradona và Pele đã dành cho nhau những lời tốt đẹp. Thế nhưng, một chiếc micro đã bắt được cuộc nói chuyện sau đó của cả hai về chủ đề chính là về Messi. Cụ thể, Pele đã hỏi: thank you.
chấp những lời khen chê, chủ nhân của 6 quả bóng vàng vẫn là nhân tố quan trọng nhất của Barcelona cho đến thời điểm hiện tại. Messi đã có 24 bàn thắng và 16 đường kiến tạo sau 31 trận đấu cho Barca trước khi mùa giải 2019-2020 tạm dừng do đại dịch Covid-19. Anh vẫn là một tiền đạo hàng đầu thế giới và có thể coi là bền bỉ nhất, cho dù dáng vẻ nhỏ con của anh khiến nhiều người liên tưởng đến sự can đảm và cứng cỏi. Bạn có phải là fan hâm mộ của M10? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn bằng cách để lại bình luận phía bên dưới. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.